Cô tìm ai? Bác ơi, bác, bác cứu con đi mà bác. Thôi mà, tôi... Bác ơi, bác cứu con đi mà bác. Cô bình tĩnh đi cô ơi. Ngồi xuống đi cô, ngồi xuống tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nha. Con chính là người yêu của anh Đăng Duy. Tụi con yêu nhau lâu lắm rồi. Nếu như không có Thanh Vân xuất hiện, chắc tụi con sắp cưới nhau rồi đó bác. Vậy Thanh Vân mà anh Đăng Duy thay lòng đổi dạ. Chuyện của cô và cậu Duy tôi không hề biết. Con gái tôi chắc cũng không có biết gì đâu. Không đâu bác ơi, tụi con thương nhau nhiều lắm. Vậy mà cô ấy vẫn cố tình xen vào giữa hai đứa tụi con. Cô không nên đổ thừa cho con gái tôi được đâu. Nếu như cậu Đăng Duy vẫn một lòng thương cô thì làm sao con gái tôi có thể chen chân cho được chứ. Cô à, không phải tôi bênh con tôi, nhưng cô suy nghĩ lại đi. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu lại được. Cô à, cô trẻ trung xinh đẹp như vậy, rồi cô sẽ tìm được người thật sự yêu thương cô mà thôi. Cô ơi, cô ơi, cô có sao không vậy? Cô có sao không? Chỉ vì bản thân con thì con không dám tới đây làm phiền bác đâu. Đứa nhỏ trong bụng của con là con của anh Đăng Duy.